Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự tối nay, thứ tư ngày 11 tháng 11 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Hội nghị gặp mặt Hội điện tử Điện lạnh tỉnh Hưng Yên lần thứ tư. Đoàn kiểm tra Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa làm việc tại tỉnh. Ghi nhanh công tác chuẩn bị hội chợ hàng công nghiệp nông thôn khu vực phía Bắc. Thu hoạch ấu cho thu nhập 2 triệu đồng một sào. Sập đổ tường bao tại di tích lịch sử cấp quốc gia Chùa Chuông. Tình trạng ô nhiễm môi trường từ chất thải chăn nuôi ở xã Hưng Long. Thôn La Tràng, xã Cẩm Ninh thực hiện khẩu hiệu ly nông không ly hương. Sáng nay, Hội điện tử Điện lạnh tỉnh Hưng Yên tổ chức gặp mặt lần thứ tư năm 2015. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Đặng Minh Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hội điện tử Điện lạnh là hội của những người hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực điện tử điện lạnh. Hội có trên 70 hội viên là chủ các doanh nghiệp cửa hàng kinh doanh buôn bán đồ điện tử điện lạnh. Trong những năm qua, hội đã có nhiều việc làm từ thiện nhân đạo thiết thực như tặng học bổng cho học sinh giỏi, tặng quà cho các đối tượng chính sách, thu hút đông đảo các hội viên tham gia. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đặng Minh Ngọc đã biểu dương những kết quả của hội đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí lưu ý, trong thời gian tới, hội tiếp tục đẩy mạnh hoạt động, thu hút nhiều hội viên tham gia và có các hoạt động thiết thực giúp đỡ các hội viên sản xuất kinh doanh hiệu quả, có nhiều đóng góp tích cực, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và nộp ngân sách nhà nước, cũng như có nhiều đóng góp tích cực vào các hoạt động vì cộng đồng. Hiệp hội phải là cầu nối để các doanh nghiệp tăng cường cơ hội quảng bá, giới thiệu sản phẩm và hợp tác phát triển để xây dựng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh ngày càng vững mạnh. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh đã tổ chức buổi làm việc với đoàn kiểm tra của Bộ Giao thông Vận tải và văn phòng trực thuộc Ban chỉ đạo Trung ương phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa về việc thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh. Tiếp đoàn có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã khơi dậy và phát huy tinh thần đoàn kết, thúc đẩy người dân tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội của các địa phương trong tỉnh, tạo điều kiện cho người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, hỗ trợ giống, chuyển giao công nghệ khoa học kỹ thuật. Toàn tỉnh đã có trên 230 thôn làng xây dựng được nghĩa trang đồng bộ. Đến nay, tỷ lệ gia đình văn hóa của tỉnh đạt gần 90%, tỷ lệ làng khu phố văn hóa đạt 86%, toàn tỉnh có 40 tuyến phố văn minh, có 18 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2015, toàn tỉnh có trên 490 cơ quan đơn vị doanh nghiệp đăng ký công nhận cơ quan đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa lần đầu. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã đưa ra ý kiến góp ý xây dựng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa như cần có quy chế ban hành kinh phí hoạt động của ban chỉ đạo, cần có chính sách, quy chế cụ thể để khuyến khích doanh nghiệp xây dựng nhà văn hóa trong khu công nghiệp phục vụ công nhân. Chiều nay, trong buổi kiểm tra công tác chuẩn bị hội chợ hàng công nghiệp nông thôn các tỉnh phía Bắc năm 2015, đồng chí Đặng Minh Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, yêu cầu các đơn vị tổ chức phải chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, từ quy mô gian hàng cho đến công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ để hội chợ diễn ra thành công, tạo dấu ấn cho các doanh nghiệp tỉnh ngoài về tham gia hội chợ tại Hưng Yên. Hội chợ hàng công nghiệp nông thôn Hưng Yên năm 2015 do Bộ Công Thương và Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên phối hợp tổ chức. Đây là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2015-2020. Hội chợ hàng công nghiệp nông thôn các tỉnh phía Bắc năm 2015 là hội chợ có quy mô cấp khu vực, thu hút nhiều doanh nghiệp đến từ các tỉnh thành phố phía Bắc về tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm, góp phần tăng cường xúc tiến thương mại giữa các địa phương. Để chuẩn bị cho lễ khai mạc từ nhiều ngày trước, đơn vị tổ chức thực hiện là Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại thuộc Sở Công Thương và Công ty Cổ phần Hội chợ Triển lãm Quốc tế Indeco đã huy động trên 20 nhân lực cùng nhiều trang thiết bị máy móc làm việc liên tục để dựng hoàn thiện các khu nhà diễn ra hội chợ, sẵn sàng cho lễ khai mạc. Thời gian qua là mặc dù thời tiết nó cũng rất là mưa gió nhưng mà chúng tôi với sự quyết tâm quan tâm của lãnh đạo và công ty đặc biệt thế và chúng tôi cũng cố gắng nỗ lực và nay cơ bản công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn thành và chuẩn bị sẵn sàng cho việc khai mạc của hội chợ. Tôi ở trong tỉnh Bình Thuận ra đây thì cũng mong muốn quảng bá cái mặt hàng cho nó nhiều cái đại lý bỏ cái đại lý là bán được hàng. Tôi cũng muốn ra đây mong muốn làm sao cái hội chợ cho nó thành công.
hội chợ có quy mô gần 400 gian hàng đến từ gần 20 tỉnh thành phố phía Bắc. Trong số các gian hàng tại hội chợ, ngoài các gian hàng đến từ nhiều doanh nghiệp trong tỉnh, thì 10 huyện thành phố trong tỉnh, mỗi đơn vị tham gia với 2 gian hàng trưng bày các sản phẩm đặc trưng thế mạnh của mình. Đối với Hưng Yên thì các doanh nghiệp tham gia thì bao gồm các doanh nghiệp công nghiệp nông thôn, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp thương mại. Riêng đối với Hưng Yên, chúng tôi hy vọng rằng qua hội chợ này thì sẽ là một cái dịp để các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc cái đối tượng doanh nghiệp nhỏ và vừa và doanh nghiệp công nghiệp nông thôn quảng bá, giới thiệu sản phẩm, kết nối cung cầu và làm tốt công tác xúc tiến thương mại để góp phần phát triển kinh tế của các địa phương cũng như là phát triển kinh tế xã hội của toàn tỉnh. Tại hội chợ, ngoài các gian hàng quảng bá, giới thiệu sản phẩm đặc trưng phong phú của các địa phương, vào các buổi tối, hội chợ còn có chương trình ca múa nhạc. Hội chợ sẽ khai mạc vào 8 giờ tối ngày 11 tháng 11 và sẽ kéo dài đến hết ngày 17 tháng 11 năm 2015. Sáng ngày 11 tháng 11, huyện Kim Động tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 2011-2015. Từ năm 2011 đến nay, toàn huyện đã huy động nguồn kinh phí hơn 1.400 tỷ đồng, trong đó có trên 700 tỷ đồng huy động từ nhân dân để đầu tư cho xây dựng nông thôn mới. Từ nguồn kinh phí huy động, huyện đã đầu tư xây dựng cải tạo nâng cấp hơn 200 km đường giao thông, 127 phòng học và công trình phụ trợ trường học, 9 trạm y tế, 8 nhà văn hóa cấp xã và 11 nhà văn hóa của các thôn, đầu tư trên 60 tỷ đồng, hỗ trợ nhân dân phát triển sản xuất, giải quyết việc làm cho người lao động và giảm nghèo. Đến hết năm 2015, số tiêu chí trung bình các xã trong huyện đạt được là 12,69 tiêu chí, có một xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, hai xã phấn đấu về đích trong năm 2015. Trong giai đoạn 2016-2020, huyện Kim Động phấn đấu đạt trung bình 18,38 tiêu chí trên xã và có thêm 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Cây ấu mặc dù không phải là cây trồng chính, nhưng do dễ trồng, vốn đầu tư ít, tiêu thụ thuận lợi, nên nhiều hộ dân ở huyện Tiên Lữ, huyện Phù Cừ và thành phố Hưng Yên đã đưa vào trồng tận dụng diện tích mặt nước. Hiện nay các xã Phương Triều, Thụy Lôi, Cương Chính, huyện Tiên Lữ, Tân Hưng, Hồng Nam, Quảng Châu, thành phố Hưng Yên, Minh Phượng, huyện Tiên Lữ, nông dân đang tập trung thu hoạch cây ấu. Đây là cây thủy sinh thích hợp với ao đầm và những chân ruộng có nước quanh năm, có sức sống tốt. Ấu rất dễ trồng, vốn đầu tư ít, lại xen được với nuôi thả cá, cây lúa một vụ. Hiện tại 1 kg củ ấu bán buôn có giá 12.000 đồng đến 15.000 đồng. Nếu chăm sóc tốt sẽ cho thu hoạch 2 tạ bột xào, cho lợi nhuận gấp nhiều lần so với cây lúa. Theo kinh nghiệm của những người trồng ấu lâu năm, là ấu phát triển tốt sẽ hứng nắng, làm giảm nhiệt độ, hạn chế tình trạng cá chết nóng vào mùa hè. Mặt khác, cá sục bùn tìm mồi ở đáy ruộng sẽ diệt cỏ dại côn trùng, sâu bệnh hại ấu. Đồng thời, phân cá thải ra còn là nguồn dinh dưỡng để cây ấu phát triển. Nhận thấy nguồn rơm rạ bị vứt bỏ lãng phí, gây ô nhiễm nguồn nước môi trường, ông Bùi Đình Hiến ở thôn Phần Hà, xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi đã nảy ra ý định tận dụng những nguyên liệu sẵn có này để trồng nấm và đang mang lại hiệu quả thiết thực. Sau những vụ gặt rơm rạ, đều được gia đình ông thu gom và trở về cơ sở sản xuất. Với diện tích gần 5.000 m2, gia đình ông trồng nấm quanh năm, tập trung chủ yếu vào các loại nấm thông dụng, dễ tiêu thụ và giá thành hợp với người dân như nấm sò, nấm mỡ. Hiện cơ sở sản xuất của ông đang đến mùa thu hoạch nấm sò. Các công đoạn trồng nấm cũng khá đơn giản, đều là những nguyên liệu tự nhiên và sạch. Hiện nấm sò đang có giá từ 25 đến 30.000 đồng một kg. Cao điểm có năm, gia đình ông thu được 30 tấn nấm các loại, trừ chi phí, mỗi năm cho thu lãi trên 300 triệu đồng. Bên cạnh đó, gia đình ông cũng tận dụng nguồn rạ dồi dào để trồng thêm nấm dược liệu, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Do nước mưa ứ đọng kéo dài đã làm cho một đoạn tường bao của di tích lịch sử cấp quốc gia Chùa Chuông ở thành phố Hưng Yên bị sập. Vào sáng ngày 11 tháng 11, một đoạn tường bao cao 2,5 m, dài 60 m của di tích lịch sử cấp quốc gia Chùa Chuông đã bị sập đổ. Nguyên nhân là do tuyến đường bên cạnh chùa không có hệ thống thoát nước, do vậy khi có mưa lớn sẽ gây ứ đọng nước kéo dài. Nước mưa ngấm vào tường lâu ngày gây tình trạng hư hỏng. Chùa Chuông là di tích được xây dựng từ thế kỷ 15 và đã trải qua nhiều lần trùng tu tôn tạo. Năm 1992, Chùa Chuông đã được Bộ Văn hóa Thông tin xếp hạng là di tích kiến trúc nghệ thuật và ngày nay là di tích tiêu biểu nằm trong khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Phổ Hiến. Nhằm chủ động tiêu thoát nước cho các diện tích lúa và nhãn, thành phố Hưng Yên đã cải tạo nâng cấp cống tiêu nước đầu sông Sào Sáu.
cải tạo trạm bơm Hồng Nam và giải tỏa các vi phạm dòng chảy ở sông Tiêu này. Dự án cải tạo nâng cấp cống tiêu nước đầu sông Sáu Sáu và cải tạo trạm bơm Hồng Nam từ nguồn ngân sách thành phố. Dự án này hoàn thành sẽ tiêu thoát nước cho gần 2.000 hectare nhãn của xã Hồng Nam, vốn trước đây thường xuyên bị ngập úng khi có mưa lớn. Tuy nhiên, khu vực đầu sông Sáu Sáu từ nhiều năm nay bị ách tắc dòng chảy do một số hộ dân lấn chiếm. Vì vậy, để bảo đảm cho tiêu úng, thành phố Hưng Yên đã tổ chức giải tỏa công trình của các hộ vi phạm. Đây chủ yếu là các vi phạm như xây dựng công trình phụ, cơi nới nhà. Tuy vậy, thành phố Hưng Yên vẫn là một trong những địa phương còn nhiều vi phạm công trình thủy lợi. Trong những năm gần đây, xã Long Hưng, huyện Mỹ Hào có nhiều mô hình chăn nuôi gia súc gia cầm mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên, vấn đề ô nhiễm môi trường từ chất thải chăn nuôi đã và đang gây nhiều bức xúc cho người dân. Đáng chú ý, tình trạng ô nhiễm môi trường từ chất thải chăn nuôi ở đây chủ yếu xuất phát từ các hộ chăn nuôi trâu. Hiện nay, tổng đàn trâu của xã Hưng Long là gần 200 con, chủ yếu ở các thôn Thuần Xuyên, Phú Sơn và Đống Thanh. Tại thôn Đống Thanh, các hộ dân ở gần nhà ông Bùi Văn Long rất bức xúc khi phải sống trong cảnh ô nhiễm hôi thối từ chất thải của đàn trâu gần 10 con nhà ông. Chuồng trâu lại được xây ngay cạnh đường đi chính của thôn, chất thải đổ trực tiếp ra ao nước tập thể. Hàng xóm láng giềng góp ý, nhưng kết quả nhận được chỉ là sự sứt mẻ tình cảm. Đêm không ngủ được, thối không ngủ được, không bay hết cả lên trên tầng 2 không ngủ được. Đấy, nhà chị đóng cửa suốt ngày, phải đi cổng cửa hậu để ra đằng kia. Mình chả dám kêu gì bởi vì ở đất nhà người ta thì người ta nuôi. Đấy, nhà mình đất thì mình ở, mình chỉ biết là thối thôi, chả biết làm nào nữa. Những người sống xung quanh nhà các ông Bùi Văn Dần, Bùi Văn Vượng, Bùi Văn Du, thôn Đống Thanh, ông Nguyễn Trọng Định, thôn Thuần Xuyên, ông Dương Văn Sáu, Vi Văn Cường, thôn Phú Sơn cũng phải sống trong cảnh ô nhiễm như thế. Các chất thải của trâu bò chưa qua xử lý được các hộ chăn nuôi vô tư thải trực tiếp ra cống rãnh của thôn. Chính quyền địa phương chúng tôi cũng đã có rất nhiều các cái quy định, rồi có các cái tuyên truyền vận động, thí dụ như là chăn nuôi không để làm ảnh hưởng đến các cái ô nhiễm môi trường của địa phương xung quanh. Nhưng mà đến nay thì một số hộ chăn nuôi đấy thì cũng vẫn là chưa có các biện pháp xử lý gì. Cái việc mà xử lý thì nó cũng rất là còn gặp nhiều khó khăn, bởi vì địa phương thì cũng không có cái chế tài là xử phạt những các cái hộ chăn nuôi trong thôn xóm mà làm gây ô nhiễm môi trường của xung quanh được. Thiết nghĩ chăn nuôi là một hướng đi đúng, giúp người nông dân làm giàu, nhưng phát triển kinh tế gia đình lại làm ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe của những người xung quanh thì cần phải kiên quyết xử lý. Điều cần làm của chính quyền địa phương nơi đây, bên cạnh việc tăng cường tuyên truyền vận động, là phải triển khai các mô hình chăn nuôi an toàn sinh học và có chế tài để xử lý nghiêm những trường hợp vẫn cố tình vi phạm, trả lại cuộc sống trong lành cho người dân. Thôn La Tràng, xã Cẩm Ninh, huyện Ân Thi đã và đang thực hiện có hiệu quả khẩu hiệu ly nông không ly hương, góp phần nâng cao thu nhập, giữ vững an ninh trật tự tại địa phương. 7 giờ 30 phút sáng, chuyến xe khách đưa những người lao động ở thôn La Tràng từ chợ Long Biên, Hà Nội về đến thôn. Kết thúc một đêm làm việc hiệu quả, thu nhập khá và bắt đầu một ngày lao động sản xuất ở quê nhà. Gia đình ông Đỗ Văn Thúy, xóm An Ninh, thôn La Tràng, một trong số những hộ gia đình có người làm nghề bốc vác bán hàng tại chợ Long Biên, Hà Nội. Theo ông Thúy chia sẻ, cách đây khoảng 30 năm, La Tràng vốn là thôn nghèo của xã, thu nhập bình quân theo đầu người là một trong những địa phương thấp nhất huyện. Cùng với nhiều lao động khác tại địa phương, ông Thúy lên các chợ đầu mối trên Hà Nội làm nghề bốc vác bán hàng, đến nay cũng được hơn 10 năm. Khi địa phương chưa có xe khách hợp đồng đi về trong ngày, việc đi lại từ nhà lên Hà Nội rất vất vả. Chưa có xe hợp đồng thì tôi phải đi xe ôm đây lên trường thì phải đi xe buýt và lên trên mới lên được trên chỗ cổng chợ Long Biên. Trước khi về thì lại phải từ đấy lại đi xe ôm ra cầu Trương Dương thì lại đi xe buýt lại về đến trường xa thì lại đi xe ôm về đây. Khác với ông Thúy, trước đây ông Tuấn tại xóm Hạnh Phúc lựa chọn ở trên Hà Nội tuần về thăm nhà một lần. Mặc dù thu nhập khá cao, trung bình từ 500 đến 1 triệu đồng một đêm khuân vác, bán hàng. Song việc ở lại Hà Nội đã phát sinh nhiều chi phí do giá sinh hoạt đắt đỏ rất tốn kém. Vì vậy, số tiền mang về nhà bị trừ đi một khoản đáng kể. Trước đây tôi làm công việc là bán hoa quả ở trên chợ Long Biên. Thì là một tuần tôi mới được về một lần.
chi phí nó đắt đỏ, thế bây giờ có xe đưa xe đón rồi thì tối đi sáng về là cái khoản chi phí nó rất là rẻ. Nếu mà công việc gia đình hoặc là anh em họ hàng tôi vẫn có thể thu xếp để giúp đỡ được. Hiện nay toàn thôn có khoảng 100 người lên Hà Nội lao động đêm như khuân vác, bán hàng với mức thu nhập từ 500 đến 1 triệu đồng một người một đêm. Tất cả những lao động này đều đi về trong ngày, không những giảm được chi phí, sức khỏe người lao động được đảm bảo mà còn tránh được những tai tệ nạn xã hội. Được biết, 6 trên 7 thôn tại xã Cẩm Ninh nhiều năm nay chưa có người nghiện ma túy. Riêng thôn Lai Tràng gần 7 năm nay không có người nghiện mới. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn giữ vững. Thời gian ban ngày ở địa phương, ngoài thời gian ngủ nghỉ, người lao động vẫn có thể tranh thủ sản xuất nông nghiệp. Toàn thôn không có diện tích cây lúa bỏ hoang, diện tích cây vụ đông vẫn đảm bảo 20 hectare hàng năm. Như nhà ông Thúy vẫn cấy hơn mẫu ruộng và trồng hai sào cây vụ đông, hay nhà ông Tuấn nuôi hàng trăm con gà kiếm thêm thu nhập. 4 giờ 30 phút chiều như mọi ngày, các chuyến xe khách chở lao động tại thôn La Tràng lại bắt đầu khởi hành. Khẩu hiệu ly nông không ly hương, người dân nơi đây hưởng ứng thực sự có hiệu quả lớn. Đời sống thu nhập của người dân ngày càng được nâng cao, góp phần xây dựng quê hương nông thôn mới. Thời tiết giao mùa khiến các bệnh phát triển mạnh, trong đó có một tỷ lệ không nhỏ là các bệnh về cơ xương khớp. Khoa Đông y Trung tâm Y tế Phù Cừ luôn trong tình trạng quá tải vì đông bệnh nhân điều trị nội trú. Hiện tại, mỗi ngày Khoa Đông y Trung tâm Y tế Phù Cừ tiếp nhận điều trị cho từ 40 đến 50 bệnh nhân, có lúc cao điểm lên tới trên 60 bệnh nhân, trong khi quy mô giường bệnh của khoa chỉ có 25 giường. Các bệnh được điều trị chủ yếu như thoái hóa khớp, viêm đa khớp dạng thấp, đau dây thần kinh tọa, liệt dây thần kinh số 7. Theo y học cổ truyền, thời tiết thay đổi là điều kiện thuận lợi để các yếu tố gây bệnh như phong thấp xâm nhập vào cơ thể, lưu động lại ở các khớp xương khiến kinh lạc bị trì trệ, khí huyết kém lưu thông và phát sinh chứng đau nhức ở các khớp. Các bác sĩ khuyến cáo, bệnh khớp thường gia tăng đột biến vào giai đoạn chuyển mùa như thu đông và đông xuân. Vì thế, khi có dấu hiệu đau nhức xương khớp, người bệnh cần sớm đến bệnh viện để được thăm khám và điều trị phù hợp. Ngoài ra, các bác sĩ cũng khuyến cáo mỗi người cần có thói quen phòng bệnh bằng cách kiểm tra sức khỏe định kỳ, ăn uống tập luyện lành mạnh, bổ sung những dưỡng chất thiết yếu cho xương khớp luôn bền bỉ, tránh thói quen khi đau mới đến gặp bác sĩ. Nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, vừa qua, khu dân cư thôn Hoàng Trạch, xã Mễ Sầu, huyện Văn Giang tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là khu dân cư được huyện Văn Giang tổ chức ngày hội đại đoàn kết điểm của huyện. Khu dân cư Hoàng Trạch có 430 hộ gia đình với 1.630 nhân khẩu, nhân dân có truyền thống cần cù chịu khó. Khu dân cư thôn Hoàng Trạch đã phát huy sức mạnh đoàn kết, thực hiện tốt cuộc vận động, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Toàn thôn có trên 90% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, số hộ giàu chiếm 40%, hộ khá 45%. Năm 2015, thôn có 5 gia đình đạt danh hiệu ông bà cha mẹ mẫu mực con trung hiếu cháu thảo hiền cấp tỉnh, 8 hộ gia đình cấp huyện. Nhân dân trong thôn còn thể hiện tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ nhau trong cộng đồng dân cư thông qua việc đóng góp hàng chục triệu đồng ủng hộ các quỹ nhân đạo từ thiện, quỹ đền ơn đáp nghĩa hàng năm. Các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cũng được phát triển, tạo sân chơi bổ ích, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Sau các đợt sơ tuyển ở Kim Động, Phù Cừ, Khoái Châu và thành phố Hưng Yên, ban huấn luyện đội tuyển bóng đá nhi đồng tỉnh đã tuyển chọn những cầu thủ xuất sắc nhất để chuẩn bị cho vòng loại giải bóng đá nhi đồng toàn quốc tranh cúp Milo diễn ra ở Nam Định vào đầu năm sau. 19 cầu thủ nhi đồng đã bước vào giai đoạn tập luyện chung tại trường nghiệp vụ thể dục thể thao tỉnh với cường độ 6 buổi trên tuần theo giáo án do ban huấn luyện đề ra, với các nội dung tập thể lực chung, kỹ thuật chiến thuật. Nhìn chung, đội tuyển bóng đá nhi đồng tỉnh ta có lực lượng đồng đều, ngoại hình khá, nhiều cầu thủ có kỹ thuật chuyên môn tốt, đồng thời các em hòa nhập nhanh với nhau. Sau khi tập trung tập luyện 3 tháng, đội tuyển bóng đá nhi đồng tỉnh sẽ thi đấu giao hữu cọ sát với các đội tuyển bóng đá nhi đồng Thái Bình, Hải Dương, Hà Nội trước khi tham dự vòng loại giải bóng đá nhi đồng toàn quốc tranh cúp Milo.